Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta học online nè, qua Zoom Cloud Meeting. Nhân tiện học online như vậy thì thầy sử dụng luôn công nghệ khác song hành với công nghệ Cloud Meeting. Zoom Cloud Meeting đó là công nghệ livestream của Facebook. Như vậy, những bạn nào đang ngồi trong phòng học Zoom thì chúng ta học online nè. Còn những bạn ở nơi xa và không có Zoom thì các bạn sẽ học qua Facebook. Vậy đây là bệnh án của bạn Lê Hưng Thịnh, IK40. Đây là một bệnh án rất là hay. Một bệnh nhân nam 89 tuổi ở Lục Chí Thành, Trà Ôn, nhập viện vì lý do là đau lưng phải suy thận. Bệnh nhân này cách đây 2 tháng đã nhập viện Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ và chẩn đoán là hai thận ứ nước, suy thận mạn, tăng huyết áp vô căn, thiếu máu cục bộ cơ tim, rồi điều trị kháng sinh, giảm đau, kháng viêm. Sau 9 ngày thì xuất viện và với cái to là clopidogrel, tức là ngưng tập tiểu cầu, chống ngưng tập tiểu cầu, thuốc ức hạ mẹ mỡ máu, losartan là thuốc ức chế thụ thể và bisoprolol, đây là một nhóm thuốc beta blocker. Có điều lạ là bệnh nhân 89 tuổi mà cho beta blocker, ta không hiểu được vì sao. Tiếp tục một tháng sau thì bệnh nhân lại được nhập viện Đa khoa thành phố lại với chẩn đoán là nhiễm khuẩn tiết niệu, sỏi niệu quản hai bên, sỏi thận bên trái, suy thận mạn, xử trí là đặt đúng suy bên trái, điều trị 20 ngày rồi về. Rồi sau đó thì bệnh nhân được nhập viện lại lần này. Với cái nhập viện lại lần này thì các bạn thấy được rằng bệnh nhân vào viện với một cái suy thận và hai thận có sỏi phức tạp, sỏi bên trái rất phức tạp, sỏi bên phải ngay không nói, và thận phải ứ nước độ 3, thận bên trái có mang một cái WG. Cái WG này người ta đặt qua nội soi niệu đạo, niệu quản bàng quang, ta gọi là đặt WG ngược chiều. Còn bên phải, trong trường hợp này bệnh nhân 89 tuổi với cục sỏi này ta không thể làm gì được với bệnh nhân suy thận. Trong trường hợp này tốt nhất là ta sẽ mở thận gây ra bằng MonoG. Như vậy các bạn sẽ hiểu được rằng trong trường hợp này người ta sẽ làm một cái đặt WG bên trái và đặt WG bên phải. WG bên trái thì đặt qua nội soi, WG bên phải thì đặt qua cái MonoG mở thận gây ra. Chút xíu ta sẽ giảng thêm về kỹ thuật này. Như vậy với cái CT này các bạn sẽ thấy điều tốt nhất cho bệnh nhân này là chúng ta đặt WG bên trái và chúng ta mở thận phải ra dài qua MonoG. Hồi nãy thầy đã chiếu cho các bạn coi cái kỹ thuật đặt niệu quản phải mở thận gây ra MonoG. Chút xíu thầy sẽ cho một cái link để chúng ta coi thêm cái video đó. Ở đây các bạn nhìn vô thì các bạn thấy được rằng hồng cầu của bệnh nhân là 4 triệu, có nghĩa là bệnh nhân suy thận nhưng mà hồng cầu chưa phải là thấp lắm. Và hemoglobin của bệnh nhân là 10, có nghĩa là tình trạng suy thận cũng chưa phải là xấu lắm. Đây là thiếu máu, MCV là đẳng sắt, có vẻ như đẳng sắt đẳng bào. Creatinine là 182, có nghĩa là suy thận chỉ khoảng hơn độ 2 một chút, độ 3. GFR của bệnh nhân là 19. Vậy các bạn có thể tính được dễ dàng 19 theo công thức của Việt Nam. Đó là 60 là độ 1, từ 41 cho tới 60 và 21 cho tới 41. Như vậy bệnh nhân này suy thận với độ 2, độ 3. Và trong nước tiểu có bạch cầu rất là nhiều. Nếu như suy thận như vậy thì ta có thể mời gây mê đánh giá. Nếu như mà AZA của bệnh nhân là 3 thì ta sẽ không nhất thiết sẽ mở thận gây ra bằng MonoG, mà ta sẽ lấy luôn sỏi khúc nối bên phải bằng open. Trong trường hợp này nên mổ open, đừng nên mổ labro, vì một cái bệnh nhân 89 tuổi phổi sẽ không còn tốt nữa đâu. Labro dù các bạn có làm rất là lẹ trong trường hợp này cũng không có tốt mấy. Nếu gây mê bảo đảm thì chúng ta vẫn có thể làm labro, vì kỹ thuật tay nghề của Lavaro của các bệnh viện Đa khoa thành phố, Đa khoa Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Dược hiện nay, những trường hợp như thế này ta sẽ làm không có đầy nửa tiếng. Do đó nếu gây mê cho phép thì ta cũng có thể mổ Lavaro được. Tuy nhiên để an toàn cho phẫu thuật viên, an toàn cho bệnh nhân và an toàn cho gây mê, trong trường hợp này ta mổ open là lẹ nhất. Rồi hoặc chúng ta sẽ đặt WG, MonoG. Các bạn sẽ coi kỹ thuật MonoG đây. Hồi nãy thầy đã chiếu rồi, bây giờ thầy sẽ chiếu lại cái MonoG. MonoG ta sẽ vào Google và ta sẽ gõ từ MonoG. Đây,
Uzi stand. Sau đó các bạn sẽ lấy một cái video. Video này là video trên mô hình, cho nên nó không có đẹp và cũng không có thị phạm. Đây là cái kỹ thuật đặt Monoji. Tuy nhiên cái bộ Monoji thì nó không có rẻ tiền. Cái bộ đó, đó kỹ thuật đặt thì rất đơn giản, nhưng mà cái bộ đó không có rẻ tiền. Đây các bạn coi kỹ thuật đặt Monoji. Đầu tiên là người ta sẽ chích thuốc tê. Đó. Bác sĩ sẽ chích thuốc tê. Sau khi chích thuốc tê xong thì người ta sẽ sử dụng luôn cái ống chích và cái kim này, ta hút dịch một cái từ thận ra. Nếu là nước tiểu trong thì ta để luôn cái kim ngay chỗ đó và ta sẽ luồn cái gai wire. Sau khi gai wire vào được trong thận thì ta sẽ rút cái kim sắt ra và ta sẽ luồn một cái obturator, bằng obturator bằng bằng nhựa. Đây các bạn có thấy, sau khi luồn được cái gai wire vô thì người ta sẽ rút cái kim ra. Sau khi rút cái kim sắt ra, người ta sẽ luồn một cái obturator bằng nhựa. Trước khi luồn obturator bằng nhựa thì người ta dùng cái dao rạch cái da một chút, vì hồi nãy cái gai wire nó rất là nhỏ và nó bằng sắt, cho nên ta không cần rạch da nó cũng vào thận được. Trong trường hợp cái obturator nó lớn và nó bằng nhựa, cho nên ta phải phải rạch da một chút thì cái obturator nó mới vào trong thận được. Sau khi obturator vào trong thận được thì ta sẽ rút bỏ cái obturator luôn và ta sẽ luồn cái Monoji. Monoji là một cái nhựa dẻo rất là tốt và thường có tráng silicon. Sau khi ta đặt được cái Monoji vào bên trong thận thì người ta sẽ bơm thuốc cản quang vào qua cái Monoji. Ta chụp để xem Monoji nằm đúng chỗ chưa và sẽ thoát luôn nước tiểu tốt. The new pigtail catheter has several differences from the old one. It has a slightly larger diameter of 14 French. Cái bộ obturator. It has a new part called the obturator. Và nhìn thấy cái bộ này rất là mắc tiền. The package when open. Cái kỹ thuật làm thì đơn giản nhưng mà cái bộ dụng cụ này thì mắc tiền. Không phải bệnh viện nào cũng có bộ dụng cụ này. During preparation for the procedure, insert the obturator. Đây các bạn coi người ta luồn cái Monoji. The entire assembly is threaded over the guide wire. Vì nó làm trên mô hình cho nên người ta không có đeo găng, các bạn thấy không? Sau khi luồn được cái Monoji vào bên trong thận. Ensure the guide wire end exits to the obturator. Nếu cái Monoji vào được trong thận thì người ta. When inserting the pigtail into the pearl cavity, the obturator gives you some ability to guide. Các bạn thấy. Khi người ta đã luồn được cái gai wire vào bên trong thận thì người ta sẽ rút bỏ cái obturator, rút bỏ cái gai wire luôn. Rồi ta sẽ khâu cố định. Remove the guide wire. Then remove the obturator and stopcock as a unit by unlocking the lure lock between the stopcock and pigtail catheter. Trong trường hợp này nước sẽ chảy ra trong veo. Nếu nước chảy ra, máu chảy ra đỏ tươi, chúng ta phải hội chẩn ngay. Hội chẩn với những bác sĩ giỏi hơn ngay tức khắc nếu mà cái nước tiểu ra đỏ tươi. Rồi, ta phải bơm thuốc vô thử coi nó nhẹ không. Nếu ta bơm vô và rút ra nhẹ tay thì chứng tỏ là cái Monoji đang nằm đúng chỗ và đang hoạt động rất tốt. Rồi, sau đó ta sẽ khâu cố định và ta sẽ cho nó chảy xuống một cái túi đựng nước tiểu và ta sẽ theo dõi kỹ xem cái tổng lượng nước tiểu ra một tiếng là bao nhiêu, hai tiếng là bao nhiêu, ba tiếng là bao nhiêu để ta bảo đảm rằng cái Monoji nằm đúng chỗ và hoạt động tốt. Tóm lại, đây là một kỹ thuật đặt không có phức tạp nếu thận độ 3, ứ nước độ 3. Đối với thận ứ nước độ 2 mà ta mở ra bằng Monoji sẽ rất là nguy hiểm vì cái thận ứ nước độ 2 có khả năng gây chảy máu cao. Và trong trường hợp đó nếu chuyển đi mổ cấp cứu để cầm máu là rất là phiền hà vì bệnh nhân đang suy thận. Và nếu mà lúc này lại đâm lũng đại tràng hoặc lũng màng phổi hoặc lũng vào gan, lũng vào tĩnh mạch chủ, rất là phiền hà. Như vậy ta thấy kỹ thuật nào cũng có những biến chứng, tai biến và biến chứng của nó. Đòi hỏi người phẫu thuật viên phải có chỉ định đúng, tay nghề giỏi
và phải có những cái ekip phối hợp với mình tốt, sẽ có nhiều bác sĩ giỏi đứng sau lưng mình để cùng mình hội chẩn trong những trường hợp khó khăn, hoặc là mổ vô, mổ can thiệp giúp mình. Tại vì trong hoàn cảnh đó chúng ta bị tai biến, chúng ta sẽ rất là bối rối, chúng ta không còn đủ bình tĩnh, sáng suốt để chúng ta làm những cái kỹ thuật tinh tế tốt cho bệnh nhân, an toàn cho bệnh nhân. Như vậy, qua cái video, qua cái bài học phân tích bệnh án của các bạn Hưng Thịnh hôm nay, ta thấy rằng đây là một bệnh án hay, và các bạn biết được cái cách học cũng như là chỉ định cho chính xác. Tóm lại, với một cái bệnh nhân 89 tuổi như thế này và suy thận mức độ 3 như thế này, trường hợp đã đặt được đúc gì bên trái thì chúng ta cũng nên hoặc là hội chẩn với gây mê để quyết định có thể mổ một thì luôn hay không, không cần đặt monoji bên phải. Nếu gây mê thấy rằng có thể làm được và an toàn thì chúng ta có thể mổ laparo hoặc mổ open và đặt lúc gì trong lúc mổ. Như vậy thì bệnh nhân sẽ có hai cái dẫn lưu, đó là dẫn lưu trong. Ngược lại, nếu chúng ta đặt monoji như vừa rồi thì ta gọi nó là chuyển lưu. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học thêm hai từ khó. Khi các bạn đặt gai quái, ta gọi là chuyển lưu. Nếu một cái thận mà được đặt đúc gì từ trên xuống như thế này thì ta gọi là chuyển lưu trong. Còn nếu cái thận mà được đặt monoji để cho nước tiểu ra ngoài thì ta gọi là chuyển lưu ngoài. Thế nào gọi là chuyển lưu? Tiếng Anh gọi là derivation. Thế nào gọi là dẫn lưu? Tiếng Anh gọi là drainage. Xui cho chúng ta, cho người Việt Nam chúng ta, là hai thuật ngữ này đã được các tiền bối dạy y khoa của Việt Nam từ năm 1902 cho tới hiện nay chuyển thẳng từ tiếng Latin Hy Lạp thông qua tiếng Hán mà không chuyển vào tiếng Việt. Và thực tế cho tới giờ phút này chúng ta cũng không có tiếng Việt, không có cái chữ quốc ngữ để mà diễn đạt được hai từ này. Cho nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng thẳng luôn từ tiếng Hán. Mà xui cho người Việt Nam chúng ta là hai từ tiếng Hán này đồng âm nhưng lại ngược nghĩa. Chữ chuyển lưu mặc dù đọc là lưu nhưng mà chữ lưu này là chảy đi, có nghĩa là lưu lượng đó, chảy đi. Chuyển lưu đây có nghĩa là dẫn cho một dòng chảy tiếp tục chảy tiếp. Còn chữ dẫn lưu thì cái chữ lưu bên dưới này lại có nghĩa là ở lại. Có nghĩa là một cái chỗ trước giờ khô rang, giờ tự nhiên có nước động lại, bắt buộc chúng ta phải dẫn, không cho cái nước ở lại chỗ đó nữa, thì ta gọi là dẫn lưu. Ví dụ các bạn mổ ruột thừa mà có viêm phúc mạc, ta phải rửa, thì sau khi rửa xong người ta phải dẫn lưu. Bởi vì cái chỗ đó trước giờ không có nước, bây giờ tự nhiên có nước ở lại, người ta phải đặt cái ống dẫn để cho nó không có được ở lại, mà nó sẽ phải không được ở lại. Trong trường hợp chuyển lưu là trước đó đã có một dòng nước chảy rồi nhưng vì lý do gì đó mà cái dòng nước đó không được chảy tốt, thì hoặc là ta khơi thông vẫn giữ lại cái dòng nước đi cùng cái dòng như cũ nhưng mà bằng một phương tiện khác, ta gọi là chuyển lưu. Thí dụ như là đặt đúc gì qua ngã nội soi từ niệu đạo. Còn nếu bây giờ chúng ta đặt một cái ống monoji mới để cho nước tiểu sẽ thay vì đi xuống niệu đạo, xuống niệu quản, xuống bàng quang ra ngoài, thì bây giờ nó sẽ đi từ hông lưng đi thẳng ra da ra ngoài. Trong trường hợp đó ta gọi là chuyển lưu ngoài. Như vậy hôm nay các bạn sẽ được học thêm hai từ mới, đó là external derivation, ta gọi là chuyển lưu ngoài, và internal derivation là chuyển lưu trong, trong trường hợp niệu khoa. Tuy nhiên hiện nay còn một điều rắc rối rất là phức tạp mà tất cả các bác sĩ Việt Nam vẫn còn đau đầu, đó là trong trường hợp BTBD, 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 đây là viết tắt của chữ percutaneous transhepatic biliary drainage. Thực ra người ta vẫn không hiểu tại sao ở đây tác giả lại ghi là drainage, đúng ra nó phải là derivation. Percutaneous transhepatic biliary drainage. Các tác giả phương Tây và Mỹ đều gọi chữ này là drainage. Tuy nhiên thực tế đây là một cái dòng mật được không còn tiếp tục chảy xuống ống mật chủ, chảy xuống tá tràng nữa, mà nó phải chảy ngược ra ngoài qua chủ mô gan và ra ngoài da. Cho nên thay vì chữ drainage này, đúng ra từ gốc của nó phải là derivation mới đúng. Cho nên ta không hiểu vì sao lại có từ như thế này. Thuật ngữ này cần phải được sự góp ý của các chuyên gia
ngoại tiêu hóa gan mật trên toàn quốc của Việt Nam. Đương nhiên, những người đó phải giỏi 4 thứ tiếng. Thứ nhất, tiếng Latin Hy Lạp. Thứ hai, tiếng Anh, tiếng Pháp. Và thứ ba là tiếng Hán. Và thứ tư là tiếng Việt. Thì lúc đó mới đủ khả năng. Và đương nhiên, cái người đó phải mổ rất nhiều cái kỹ thuật mổ này. Thì nó cộng tất cả những cái điều kiện đó lại, thì người đó mới đủ tư cách để Bucutaneous Sebantic Biliary Renix. Thật ra chữ này Renix là không đúng, thật ra phải là derivation mới đúng. Rồi, bài chúng ta kết thúc ở đây.